Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe vị. Trong cái bản tin đó vị, là ngày hôm nay lại muốn cập nhật và em chia sẻ cho vị những cái thông tin là liên quan tới hai cái kênh YouTube dơ hiện nay. Theo vị và các bạn cũng biết, có hai cái kênh YouTube dơ hiện nay rất là manh động và rất là hầu như rất là bố láo trên mạng xã hội, đúng không vị? Thì vị và các bạn cũng biết là một cái kênh là của cô Duyên Mai, đúng không vị? Đó, còn cái kênh thứ hai cũng liên quan là tới anh Thám Tử Cung mình đó quý vị. Quý vị cũng biết là trong những ngày hôm nay, 1 đến 2 ngày thôi, nó đang rất là lùm xùm về những vấn đề như là cái cô Mai Dù mình đó quý vị, cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội và cũng đã bóc phốt hoặc là có thể là lăng mạ và sỉ nhục là cái kênh là anh Thám Tử Cung. Về những cái vấn đề quý vị cũng biết là nói nhà anh Thám Tử Cung thì con của anh ta bị thế này thế nọ thế kia. Rồi buộc anh Thám Tử Cung phải lên mạng xã hội và xin lỗi hầu như là tỉnh Thất Bồng Lai. Rồi hoặc là xin lỗi những đứa trẻ trong tỉnh Thất Bồng Lai. Là nói anh Thám Tử Cung mình chỉ biết lên trên mạng xã hội là bô trên mạng xã hội là tấn công vào những trẻ em nhỏ nhằm mục đích là câu view, câu like hoặc là xúc phạm về ông cụ là Lê Tùng Vân vậy đó vị. Nhưng những cái thông tin mà anh Thám Tử Cung chia sẻ trên mạng xã hội hầu như nó cũng rất là chân thật, là liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai. Thì nếu mà anh Thám Tử Cung nói về những vấn đề khác thì mình không ủng hộ, nhưng anh ta đã chia sẻ về những cái vấn đề là liên quan là tới tỉnh Thất Bồng Lai thì mình cũng rất là ủng hộ nha quý vị. Tại vì quý vị và các bạn cũng biết rất là nhiều người đã chia sẻ những cái câu chuyện như là liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai. Rồi hoặc là nhất là nhiều người cũng đã nói về vấn đề tỉnh Thất Bồng Lai hiện nay nó hầu như những kết quả mà liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai hầu như là 10-10 rồi, đúng không vị? Nó rất là rõ ràng ở chỗ đó. Đó, còn cái thông tin quý vị và các bạn cũng biết là anh Thám Tử Cung mình hầu như là bị cái cô Duyên Mai này chia sẻ trên mạng xã hội về những vấn đề liên quan tới con anh ta, nhà có đám có tang gì đó không biết không rõ. Hầu như anh Thám Tử Cung cũng khá là bức xúc và cũng đã buông ra những cái lời tiên chiến là nói sẽ xuống tới nhà là cô Duyên Mai để chi tìm cô ta. Rồi khi mà cô Duyên Mai đã nhận được cái thông tin là anh Thám Tử Cung sẽ xuống tới nhà, cô ta lên trên mạng xã hội, cô ta bô trên mạng xã hội buông những cái lời thách thức là nói là cô ta ở Kiên Giang hoặc là thế này thế nọ thế kia, rồi có những cái lời mời gọi là kêu xuống tới đây là khỏi về luôn. Thì quý vị và các bạn thấy nó rất là nóng, đúng không vậy? Hầu như là anh Thám Tử Cung mình bị cái cô Duyên Mai này thì chọt ngay cái bụt nhọt hay gì thì hầu như nói chung cũng khá là bức xúc, đúng không vậy? Hầu như là hai người này hiện tại là đang muốn chọn nhau rồi. Thì rất là căng thẳng rồi. Tại vì chửi qua chửi lại ghét thì bây giờ hầu như là những người này là xúc phạm nhau trên mạng xã hội rất là nhiều. Anh Thám Tử Cung mình thì quý vị và các bạn cũng biết thì chỉ là lấy những thông tin tin tức rồi môi xói chuyện đời tư hoặc là môi xói về những vấn đề là liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai, chứ chưa hề đụng chạm là tới cái cô Duyên Mai này quý vị. Tại vì quý vị biết là cái cô Duyên Mai mình đó quý vị thì hầu như là chỉ biết và bảo vệ và nói chung là binh vực và bảo vệ tỉnh Thất Bồng Lai. Thấy anh Thám Tử Cung này phân tích và phản biện là nói tỉnh Thất Bồng Lai như thế này thế nọ thế kia thì cô ta mới lên trên mạng xã hội và tấn công vào cái kênh YouTube như là của anh Thám Tử Cung và buông những cái lời thách thức và buông những cái lời sỉ nhục lăng mạ người khác, là chửi người khác trên mạng xã hội rất là nhiều, là chửi anh Thám Tử Cung rất là nhiều. Thì anh ta cũng điều tra cái thông tin là liên quan tới cái bà Duyên Mai này hiện tại là nhà ở đâu, địa chỉ số này số nọ số kia thì ở đâu. Thì mình chỉ nghe là hai người này có những cái cuộc đối thoại với nhau, đối chấp trên mạng xã hội là anh Thám Tử Cung sẽ xuống tới tận nhà của cô Duyên Mai để chi tìm cái bà Duyên Mai này về những cái vấn đề như tại sao lại dám vu khống, lại lấy những cái hình ảnh của anh Thám Tử Cung và lấy những cái thông tin là liên quan tới gia đình của anh ta có thể đưa lên chia sẻ lên trên mạng xã hội. Thì quý vị cũng biết là bà Duyên Mai thì không sợ, bà cũng lên trên mạng xã hội và thách thức anh Thám Tử Cung là có ngon thì có thể là xuống nhà bà sẽ tiếp tận tay, không có chạy đâu. Thì trong cái ngày hôm nay thôi rất là gầm gỗ cái thông tin đó rồi, thì mình không biết là hai cái con lương này thì có thể làm gì cho nhau, có thể là chọn nhau hay không nghe quý vị. Theo quý vị và các bạn cũng biết đó là những cái bọn lương này hầu như là chỉ biết lên trên mạng xã hội là chửi nhau để kiếm tiền hoặc là bôi xấu người này hoặc là bôi xấu danh dự của người khác. Chứ hầu như là những cái kênh YouTube dơ này hiện tại là chưa có làm gì giúp ích được cho ai hết trơn quý vị. Tại vì quý vị cũng biết là anh Thám Tử Cung là tấn công vào tỉnh Thất Bồng Lai thì mình còn có thể là tin tưởng được
chứ như anh ta là nói về những vấn đề như là chuyện khác là không bao giờ là em tin tưởng được. Tại vì anh ta phân tích về tỉnh Thất Bồng Lai cũng rất là chính xác, rất là tỉ mỉ nghe quý vị. Đưa rất là nhiều cái thông tin nè, là nói ở tỉnh Thất Bồng Lai như là những vấn đề là lụm lon nè, cũng đưa nhiều cái bằng chứng như là giấy xét nghiệm nè, hoặc là những cái que thử thai, hoặc là những cái liều thuốc đó. Thì lúc đó quý vị các bạn cũng biết rồi, trong phòng thẻ ông nội thì khá là nhiều những cái vật đó rồi. Thì anh ta cũng chi tìm được những cái vật đó rất đầu tiên, rất là nhanh lẹ và nhanh chóng. Thì nó rất là hay đúng không quý vị? Thì làm như vậy đó thì sẽ tạo được nhiều chú ý trên cộng đồng mạng. Thì bắt đầu những cái vấn đề đó sẽ xảy ra mâu thuẫn, như là cái cô Duyên Mai sẽ thấy những cái vấn đề đó. Thì quý vị cũng biết rồi, một người binh vực và bảo vệ cho tỉnh Thất Bồng Lai mà. Khi thấy đồng bọn của mình bị sỉ nhục là thế này thế nọ thế kia, thì hầu như cô ta rất là bức xúc. Trong mấy ngày hôm nay đó quý vị, hầu như là cái cô Duyên Mai này bị xuồn hay gì á, là lên trên mạng cắn tất cả mọi người, hầu như là ai cũng là bất chấp là cắn không tha ai hết trơn quý vị. Thì nghe rất là ghê gợn đúng không quý vị? Thì hù dọa hông dọa và có thể lên trên mạng á, thì nói chung á thì cô ta lên trên mạng thôi thì chỉ biết đặt điều vu khống và lên chửi sầm sàm trên mạng xã hội. Cũng có rất là nhiều người cũng đã chia sẻ thông tin này rồi, và cũng có rất là nhiều người cũng đã lưu lại những cái bằng chứng hoặc là lưu lại những cái clip mà cô ta xúc phạm và chia sẻ là chửi rủa những anh em YouTube thế này thế nọ thế kia. Thì người ta cũng phải lưu lại những cái thông tin đó để là sau này để làm việc với cơ quan chức năng, thì người ta sẽ nộp lại những cái thông tin đó. Thì lỡ đâu sau này quý vị biết thì có thể là xóa kênh hoặc là xóa YouTube hoặc là xóa clip bỏ rồi sao đúng không quý vị? Nó rất là rõ ràng, khi mà đụng tới cơ quan chức năng á thì hầu như rất là nhiều những kênh YouTuber làm những cái chiều trò sằng bậy như là xóa clip hoặc là xóa kênh thế này thế kia. Nó rất là rõ ràng đúng không quý vị? Thì chỉ vừa mới nhận được cái thông tin là cơ quan chức năng có thể mời lên làm việc thôi. Hoặc là một số người như là luật sư Thanh Từ Trần Hàng Đi Cô gì đó, chỉ nhận được cái thông tin là cơ quan chức năng sắp sửa mời làm việc, là có những cái động thái như là xóa kênh, rồi có những cái động thái như là muốn bệnh trong người. Đó, thì sau này quý vị cũng biết rồi, thì những anh YouTube hầu như cũng đã lưu lại rất là nhiều những thông tin là liên quan tới hai con lương này. Đó là cái cô Duyên Mai và anh Thám Tử Cung. Thì anh Thám Tử Cung quý vị cũng biết rồi, lên xúc phạm về bà Hằng nè, hoặc là xúc phạm về những anh em YouTube nè, rồi hoặc là tấn công về Đại Nam, hoặc tấn công về Hỷ Hoàng Hữu nè. Đó rất là nhiều, không phải là anh ta bây giờ là lên chỉ trích là về tỉnh Thất Bồng Lai, mà có thể là hồi nghĩ như cái vấn đề là sau này cơ quan chức năng có thể là mời anh ta về làm việc, thì anh ta sẽ đưa những cái thông tin là tôi đang là người phản biện về tỉnh Thất Bồng Lai, không có phải là người chống đối về bà Hằng thế này thế nọ thế kia. Nhưng thật chắc thưa với quý vị cơ quan chức năng người ta rất là hay, chứ không phải là người ta dễ bị mắc lừa như vậy đâu. Những cái thông tin quý vị cũng biết là trong mấy ngày hôm nay nè, liên quan tới những cái bọn mà YouTuber nè, thì ông Quỳnh Vi Dũng hoặc là nói là công an hình sự đưa ra cái quyết định đó là chi tìm những cái vấn đề là những người từng vu khống cho Đại Nam hoặc là xúc phạm cho Đại Nam, liều liên quan những vấn đề là 321 xúc phạm và vu khống đúng không quý vị? Thì nếu Đại Nam hoặc là ông Quỳnh Vi Dũng làm những cái đơn như là kiện những kênh YouTube hoặc là chi tìm những cái vấn đề là ai đã từng xúc phạm để có thể là kiện những người này, thì hầu như quý vị cũng biết là anh Thám Tử Cung không thể nào mà thoát được rồi. Còn những kênh YouTuber khác nữa rất là nhiều, chứ không phải là riêng về anh Thám Tử Cung. Thì mình sẽ suy nghĩ, suy đoán là anh ta đang làm về những vấn đề là đờ drama liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai như vậy, là có thể là hầu như anh ta có thể là muốn trốn hoặc là muốn tránh trốn tội. Cho dù nói chung quý vị có làm chuyện gì đi nữa cũng không thể nào mà qua mắt được pháp luật đối với. Còn những cái bọn YouTuber hiện nay quý vị thấy đó, hầu như lên trên mạng xã hội thì chỉ nói về những vấn đề là liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai, không dám mở miệng và xí xóa vào những vấn đề là liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, hoặc là xí xóa vào những vấn đề là liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai nữa đúng không quý vị? Tại vì thấy những quyết định như vậy rồi, những cái bọn này cũng bắt đầu run sợ rồi, không biết chừng nào mới tới lượt. Thì nói chung tới lượt thì cũng từ từ thì cũng sẽ tới thôi, tại vì không thể nào bỏ sót được những cái thành phần đó. Cho dù bây giờ quý vị biết rất là nhiều anh em đã có những cái thông tin và đã lưu lại những cái đoạn video hoặc là những người đó lên mạng xúc phạm thế này thế nọ thế kia, thì những anh em YouTube cũng đã lưu lại hết trơn rồi, chứ không phải là không có nghe quý vị. Đó, đừng có nghĩ mà có thể làm những cái chiêu trò khác hòng là lấy lừa được cơ quan chức năng rồi có thể qua mặt được cơ quan chức năng. Thì cho dù thế nào thì những anh em YouTube cũng đã lưu lại những cái clip đó rồi, không thể nào mà trốn thoát được đúng không quý vị? Đó, thì những cái thông tin mà ngày hôm nay em chỉ muốn lên là em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì nó có bấy nhiêu thôi. Tại em thấy là cô Duyên Mai với anh Thám Tử Cung mình đang chọn nhau trên mạng xã hội rất là căng thẳng, và anh Thám Tử Cung thì cũng đang có những cái động thái là muốn chi tìm bà Duyên Mai này tới nhà tới ổ để hỏi rõ những vấn đề là liên quan trên mạng xã hội để vu khống xuyên tạc cho anh ta như thế này thế kia. Đó, thì quý vị thì có xem kênh á thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh các em nghe quý vị. Kênh các em là kênh Hữu Thọ Channel.
Nói chung kênh Cây Nắm Mắt đề xuất rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ là cho em một like luôn nha quý vị, để cho kênh em có độ tương tác hơn quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những cái video hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào và bye bye quý vị. Bye bye.